chào mừng đến với bản tin online của chúng tôi ngày hôm nay. Nhận định bóng đá UAE Việt Nam sẽ là trận đấu đỉnh cao. Huấn luyện viên Park Hang-seo cầu nguyện trước chung kết đội tuyển Việt Nam UAE. Nhận định bóng đá UAE Việt Nam sẽ là trận đấu đỉnh cao. Lượt đấu cuối cùng của bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ chứng kiến cuộc đọ sức giữa hai đội bóng mạnh nhất bảng là UAE và Việt Nam. Lợi thế đang thuộc về đội bóng của chúng ta khi chỉ cần một kết quả hòa, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đi tiếp vào vòng loại thứ 3 với ngôi nhất bảng. Tuy nhiên, kể cả khi kịch bản xấu nhất xảy ra, đó là Việt Nam bị đội chủ nhà UAE đánh bại, đoàn quân áo đỏ vẫn rất sáng cửa để giành quyền đi tiếp với tư cách là một trong năm đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Như vậy có thể thấy cơ hội để đội tuyển Việt Nam lần đầu làm nên lịch sử khi giành quyền chơi ở vòng loại thứ 3 đang là rất rõ ràng. Điều quan trọng với đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo chính là việc họ sẽ thể hiện như thế nào trước đối thủ mà chúng ta từng đánh bại 1-0 ở lượt đi tại Mỹ Đình. Còn nhớ, đó là trận đấu mà đại diện Tây Á đã gặp bất lợi từ khá sớm với tấm thẻ đỏ trong hiệp 1 để rồi bàn thắng duy nhất của Tiến Linh đã giúp đội tuyển Việt Nam có chiến thắng quý giá để đoạt ngôi đầu bảng G. Với nhiều người, việc đội tuyển Việt Nam liên tục có những kết quả ấn tượng để đảm bảo ngôi đầu trước lượt trận cuối vòng loại thứ 2 đã là một thành tích quá đỗi tự hào. Thế nhưng khi đẳng cấp của chúng ta đã được nâng lên một tầm cao mới, việc nhập cuộc sòng phẳng trước UAE sẽ không phải điều quá bất ngờ vào thời điểm này. Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam sẽ đón chào sự trở lại của ngôi sao hàng đầu Nguyễn Quang Hải sau khi mãn hạn treo giò. Thể lực sung sức cùng phong độ cao của cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội sẽ là chìa khóa để đội tuyển Việt Nam hướng tới 3 điểm ở trận đại chiến sắp tới. Huấn luyện viên Park Hang-seo cầu nguyện trước chung kết đội tuyển Việt Nam UAE. Ngay sau khi có mặt trên sân vận động Jabiu, huấn luyện viên Park Hang-seo liền đứng sát đường biên dọc để cầu nguyện. Đã lâu lắm người ta mới thấy thầy Park cầu nguyện trước một trận đấu quan trọng của đội tuyển Việt Nam. Trả lời phóng viên trong phòng họp báo, huấn luyện viên Park cho biết ông không muốn các học trò bước vào trận đại chiến với UAE cùng tâm thế cầu hòa nếu đội tuyển Việt Nam muốn giữ ngôi nhất bảng G. Do đến sân Jabiu sớm hơn kế hoạch dự kiến, các tuyển thủ Việt Nam đành phải chờ ban tổ chức tưới cỏ xong mới được vào sân tập luyện. Ngay sau đó, ông Park yêu cầu các học trò ra bên ngoài sân khởi động để có thêm thời gian rèn chiến thuật đấu UAE. Quang Hải đang nóng lòng trở lại trong màu áo đội tuyển Việt Nam đấu UAE sau khi bị treo giò ở trận thắng 2-1 của những chiến binh sao vàng trước Malaysia hôm 11 tháng 6. Các tuyển thủ Việt Nam tập trung cao độ trong buổi tập chiến thuật chiều tối ngày 14 tháng 6, hướng đến kết quả tích cực trước UAE, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup. Khi đội tuyển Việt Nam rèn chiến thuật, một số cầu thủ dự bị như Văn Xuân, Việt Anh, Hoàng Anh và Tấn Tài tập riêng cùng huấn luyện viên thể lực Park Sung-kwin. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin sau.